Xin chào anh em, đây là con CB300R mình vừa test hôm trước đây. Hôm nay sẽ đến cái chuyên mục là độ pô cho nó. Nói là độ pô cho nó oai chứ thật ra là có tháo lắp rồi anh em ạ. Có cái gì đâu, mua cái pô các bạn vặn vặn miếng ốc ra bắn chèo 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 phát là xong. Quan trọng là cái sở thích của anh em thế nào thôi, mà tùy anh em chọn pô. Nghe nó ấm này, nó uy lực là được. Có lẽ mình sẽ độ thử con Akapovic kia nhá, đó con này. Sau đó sẽ thử con này không nhỉ, hay hôm nào thử mấy con SC này. Hoặc là con này chúng ta thử sau nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ độ bằng con này đi. Akapovic này nhá. Cái con này là nó cũng dòng này nhưng mà nó ốp thêm một cái miếng carbon này chống bỏng ở đây. Con này thì không. Nhưng mà con này là khắc bằng laser hết anh em ạ. Đó, đây này. Đây. Chính là con này nhìn hay chứ. Nhưng mà thôi thử con nào, con này nó có gắn ống tiêu đây, lúc nào người ta muốn độ to thì phải tháo ra này. Còn là muốn tình làng nghĩa xóm bền lâu thì gắn cái này vô. Con này thì không có. Chơi thẳng con này anh em nhé. Các bạn chỉ cần thêm hai cái lò xo là xong thôi. Mấy cái cổ pô dành cho CB300R. Đây đầu tiên các bạn sẽ dùng một cái chụp 12 hoặc là một cái cờ lê 12 nhé. Chúng ta nới cái này ra được không? Mình vừa đi về nên là nó cũng đang bỏng anh em ạ. Tiếp theo là cái trên này nhá. Nó vẫn đang bỏng quá, tí mình tháo ra chắc phải đeo găng tay mới nhấc được. Bỏng quá. Ở cái cổ này nó kẹp bằng chì ấy, nên các bạn cứ lôi thẳng ra nhé, đừng có ấn ngang dọc là nó có thể bị nát mất cái chì. Để khi anh em muốn dùng lại cái pô cũ này, cái pô zin ấy, thì chúng ta có thể cắm vào cho nó zin luôn cái chỗ. Đó, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thôi. Bỏng quá nên là mình phải đeo găng tay. Cái cổ pô này người ta thiết kế là nó vừa zin luôn cái khớp này rồi. Anh em không cần phải cùng cái siết này hoặc là đệm cái gì đâu. Nó vẫn kín. Đó, nó sẽ kín zin này luôn. Bây giờ những cái pô này, các bạn sẽ phải tháo cái này ra này. Chúng ta mới có thể móc được cái lò xo. Bây giờ thì cắm vào đây quá đơn giản rồi. Đó. Anh em sẽ nắn ra sao cho nó cái này đúng vào cái thế của nó là được này. Rồi. Bây giờ là kéo lò xo này. Vất phết anh em ạ. Mình sẽ để máy ngay sau cái ống pô này nhá, cho anh em nghe nó rõ hơn. Nghe phê anh em ạ. Không biết ở trong qua cái máy quay thế nào nhưng ở ngoài nghe rát tai luôn, mà tiếng nó giòn chứ. Nổ giòn tan. Cái này mới đúng này. Ui hôm nọ đi cái này cảm giác không ai biết là mình đi xe ấy, như kiểu đi xe quay. Ui nó lắp quả pô này vào chạy khác biệt luôn. Phê thật đấy. Không biết có nên thử những con khác không ta.
Bên này còn mấy con này. Có lẽ hôm nào mình sẽ thử tiếp nhá, nhưng mà hôm nay con này phê quá, để chạy một hai vòng đã. Rồi, tìm một hai vòng test cho anh em xem thử. Ui phê ạ.